tăng 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 chị Cúc Lê đã trở lại và lợi hại hơn xưa nè, cả nhà mình thấy không? Xin chào quý vị và các bạn thân mến, quý vị nha. Nói cả nhà mình thấy không, rất là nhiều khán giả yêu cầu là chị Cúc Lê phải có hai cái đụng đỉnh vậy đó, hai cái đỉnh hai bên của cái búi tóc này đó, là nhìn rất là dễ thương và rất là hồn nhiên. Và ngày hôm nay thì để thể theo lời yêu cầu của rất là nhiều khán giả, chị Cúc Lê sẽ trở lại và hai cái đụng đỉnh của chị Cúc Lê mọc hai bên sẽ trở lại nữa. Và ngày hôm nay thì chị Cúc Lê hát bài gì để tặng khán giả đây chị Cúc Lê ơi? Cúc Lê xin kính chào quý vị. Cúc Lê xin gửi đến quý vị một ca khúc bài hát được mang tên Khúc Tình Nồng. Gửi đến quý vị một lời chào trân trọng nhé. Wow, cả nhà mình chuẩn bị giật nha, giật với là chị Cúc Lê là Khúc Tình Nồng nè. Chân vui bước mê say, đôi buồn tim cùng di nồng trai. Như nghe em đêm này, mình vai kề vai đắm say. Cho câu hát xa bài, cho niềm tin trao dâng ngày mai. Nhìn vầng trăng chiếc phèo lững lờ, ánh mắt em say trong mộng mơ. Và tình đôi ta như muôn bài thơ, nghe hồn chơi với người yêu ơi. Nào cùng vui lên em, thắp sáng lên tình yêu. Đến với nhau đêm nay, mình quay cuồng trong ngất ngây. Oh yeah 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 yeah. Chân vui bước mê say, đôi buồn tim còn gì nồng trai. Như nghe em đêm này, mình vai kề vai đắm say. Cho câu hát xa bài, cho niềm tin trao dâng ngày mai. Nhìn vầng trăng chiếc phèo lững lờ, ánh mắt em say trong mộng mơ. Và tình đôi ta như muôn bài thơ, nghe hồn chơi với người yêu ơi. Nào cùng vui lên em, thắp sáng lên tình yêu. Đến với nhau đêm nay, mình quay cuồng trong ngất ngây. Nào cùng vui lên em, thắp sáng lên tình yêu. Đến với nhau đêm nay, mình quay cuồng trong ngất ngây. Oh yeah 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 yeah. Tuyệt vời.
quá đi. Cúc Lê, chúng tôi đây cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn quý vị và dịp hát nha quý vị nha. Gửi đến quý vị một lời chào trân trọng nhé.